là một trong những đơn vị dịch vụ hoạt động tích cực trong ngành hàng chăm sóc thú cưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Arale Pet Shop đã được cộng đồng người yêu thú cưng biết đến rộng rãi, tin cậy và ủng hộ từ những ngày đầu tiên thành lập. Với sự đa dạng và phong phú từ các chủng loại và thương hiệu các sản phẩm chuyên dành cho thú cưng được nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới, Arale Pet Shop đem đến nhiều sự lựa chọn theo thị hiếu và nhu cầu cho khách hàng. Bên cạnh đó, Arale Pet Shop còn giành được nhiều thiện cảm từ phía người yêu thú cưng nhờ vào đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong tư vấn và chăm sóc khách hàng. Đầu tiên thì cơ duyên của mình mà đến với cái ngành mà phụ kiện cho thú cưng này á, đơn giản chỉ là khi mà sinh viên chỉ muốn là tìm một cái công việc để mà tạo thêm thu nhập cũng như là xoay sở cái cuộc sống thời sinh viên thôi. Nhưng mà sau đó thì thấy những cái chú bé mà chó và mèo á, được người ta mang áo quần nhìn rất là dễ thương và đặc biệt, nên là muốn tìm hiểu, bén duyên với nghề và bắt đầu kinh doanh cái ngành nghề này. Từ lúc khởi nghiệp là bắt đầu mình kinh doanh online thôi, từ những cái bọc đen ở trong cái phòng trọ của mình thì khách đến mua. Sau đó thì dần dần thì mình mở ra một cửa hàng nhỏ hơn, là những cái kệ hàng hóa mà kệ kho hay trưng rất là đơn giản. Thì ngày càng tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như là sự giúp đỡ của các nhà cung cấp thân thiết và mọi người, thì mình ngày càng phát triển hơn và tích lũy để mở thêm một cửa hàng như ngày hôm nay. 2 năm một chặng đường phát triển thì mình luôn mong muốn là cung cấp đầy đủ các hàng hóa cho đáp ứng cái nhu cầu thay đổi liên tục của mọi người, thì nhập thêm các hàng hóa đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc để mà mang lại cho nguồn thú cưng có một cuộc sống tốt đẹp nhất và theo đó là một mức giá cạnh tranh nhất để đáp ứng cái nhu cầu mua sắm của tất cả mọi người như hiện nay. Hiện tại Bích Ngọc và Thu Hương đang có mặt tại Arale để chúc mừng sinh nhật lần thứ 2 của shop. Không khí tại shop hiện đang rất hot bởi vì chỉ ít phút nữa thôi, team Arale và Bad Dream sẽ gửi tặng đến mọi người một tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc. Mọi người hãy cùng đón xem nhé. Ngoài ra, chương trình sinh nhật của shop còn rất nhiều ưu đãi dành cho quý khách hàng, đó là giảm giá từ 5 đến 15% tất cả các sản phẩm từ thức ăn, đồ chơi, sữa tắm, phụ kiện. Và với chương trình bốc thăm may mắn, cơ hội trúng thưởng 100% chỉ với hóa đơn trị giá 150.000. Không chỉ vậy, khách hàng đến tham quan là có quà mang về rồi nè, còn chần chừ gì nữa mà không đến nhận quà ngay thế nào. Một buổi kỷ niệm sinh nhật ấm cúng tròn 2 tuổi của Arale Pet Shop đã được diễn ra tuần vừa qua với sự đồng hành của Pet Brings, đánh dấu một chặng đường tốt đẹp mà tập thể những người tâm huyết với shop đã có được nhờ sự mến chuộng, tín nhiệm của quý khách hàng. Thông qua một số hoạt động nhỏ mang đến không khí vui nhộn của tập thể Arale Pet Shop. Để đón mừng tuổi mới, shop còn dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn và chương trình khuyến mãi tri ân dành cho khách tham quan và mua sắm. Tiêu chí đầu tiên là về chất lượng của cái sản phẩm mình muốn mua cho thú cưng của mình. Các bạn ở đây thì tư vấn mua cho mình thì rất là nhiệt tình. Chúc shop sẽ ngày một bán được nhiều sản phẩm hơn và có nhiều người tin dùng các sản phẩm của shop hơn. Với mong muốn xây dựng một dịch vụ tin cậy và thân thiện đối với tất cả những người nuôi thú cưng, Arale Pet Shop luôn nỗ lực trong việc tìm kiếm, chọn lọc các sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng và tiện ích ngày càng nhiều hơn dành cho quý khách hàng.